Hello, chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay sẵn tiện mình quay cái hồ ốc các bạn, mình thay nước á. Sẵn tiện mình quay cho các bạn xem luôn nha. Đang xả nước các bạn. Hồ ốc bây giờ nó tờ nắng nước nó xanh nó dơ quá. Phải thay nước đó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quay xuống cho các bạn xem cái hồ ốc và cái quá trình mình thay nước như thế nào nha các bạn. Đây hồ nước, đây cá quá trời luôn, mình có thả cá bảy màu xuống nè. Ô nó lại nó ghẻ cái chân của mình luôn các bạn. Ô cá nè, mình thì đang xả nước nè, nước thì nó đang hút vô cái ống này nè, gác ốc con nè các bạn, ốc con nhiều lắm nha, để cho nó dơ mấy cái bụi này hết, hút mấy cái bụi này ra hết. Đó. Ốc quá ta, ốc à. Nè. Ốc thề ghê, ốc thề ghê. Bạn thấy ốc còn đu nè. Là anh ra luôn nha. Đó. Bèo nè. Khá là đẹp luôn. Bữa mới thả ốc con xuống đây nhiều lắm nè các bạn. Ốc mẹ nè. Chà bá luôn. Ốc này mình nướng ăn ngon lắm, ốc bù gặt luôn các bạn nè, thả luôn đi, nhiều lắm dưới đây nha các bạn, quá tờ luôn nè, lên luôn nè, mình hốt lên cho các bạn xem nè, ốc á xả ra xong cái mình bơm nước vô, nước này nó hình như nó có cái vấn đề gì, nó xanh xanh xanh, nó bị phèn hay sao á, nên mình thay nó luôn, thì lâu lâu cái mình lại mình gỡ nè, cái ốc nó bay nó dính vô cái lưới, tại vì đây mình có bọc được cái lưới nên cho đựng ốc nó đựng chạy ra, nó ụ một đống luôn các bạn. Ốc này một nồi luôn nè, trời ơi. Rồi mấy con cá bảy màu này nó lọt ra không, khá là nhiều cá bảy màu luôn, cá gì quá trời dưới đây nè, không biết cá gì nữa đó, thì xả bớt ra nha. Thấy cái gác mình vớt cái bớt để quá giờ, thì mấy cái gác nè, mấy cái lá mì bữa ăn rớt này lậm ra bèo nè, với lại mình đùa mấy cái dơ này xuống cho nó chảy ra đây quá chi đó, cho nó chảy ra hết. Ốc này ốc bu đen nha các bạn, cá bảy màu nè, cá bảy màu quá tờ luôn, một bầy luôn á, bữa mình mua giờ có mấy con mà đẻ hay ghê, đẻ lớn lớn một bầy luôn, trời ơi cái nè. Đó, bây giờ mình xả nước khi nào mà nó còn chừng một gang á là mình bơm nước vô, vừa bơm vừa xả nha, lậu này phải đi nhẹ nhẹ thôi, đạp mấy ngốc còn chết hết nè các bạn, mấy ngốc dài dài là không có bu nha, nó lộn vô mấy cái bèo nó vô nè, nó trú ẩn trong này nè, mình sẽ lấy ra mình giục nó, ốc bu là nó dài dài chứ nó không có toàn đâu, ô nó không có dẹp. Anh chui hôm nay anh tốn một đống nè, trời ơi ốc bù chui vô anh tốn luôn cái bèo ghê thiệt, quá tài. Theo chụp hình nè, quá tài ốc bù. À, nó xuống này, nước chảy rồi bớt cái mình chuẩn bị cái mình bơm nước,
Ốc còn quá trời, hả mấy trăm ốc còn xuống. Đu lá mì nó ăn nè. Cái này bơm nó không sạch nổi ha. Rồi mình đi ra đi. Cho nó chảy đi. Đó. Đây là cái này ống ống bơm của mình nè. Ống bơm mình dùng gồm có cái này cái chống tàn nè các bạn. Ống chống tàn nha, chống tàn khi tà mưa. Tà mưa là nước nó dâng lên nó ngập lên tới đây là tự động nó tàn ra cái ống này. Còn đây là quanh xả nè, xả đáy nè. Cái này mình nối ra lại mình rút ra mình nối nè, cái này rút ra được nha. Tại mình nấu cho nó dài ra cho nó, cho anh đừng có lỡ đất. Thì hiện tại là trong đây là mực nước nãy là nó cao lắm, bây giờ nó sụt xuống rồi. Mình thay mấy cái nước này ra, xong mình bơm cái nước khác vô là mình sẽ xử lý vôi nha các bạn. Mình sẽ dùng một miếng vôi nông nghiệp, mình cầm chở nắm nhỏ nhỏ vậy nè, mình pha với nước, xong mình dắt đều lên cái mặt nước cho nó hạ phèn nha các bạn. Đó. Hạ phèn rồi nó ốc nó dễ sống, chứ nếu mà không xử lý là nó sẽ gây ảnh hưởng đến ốc và nó chết ốc hết đó các bạn. Mình làm có một hộ mình nuôi rồi. Rồi bây giờ để mình bơm nước vô cho các bạn xem nha. Thì bây giờ mình bơm nước vô nó rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ cần giữ cái ống này nè, giữ cái ống này nha, mình ớt ống sẵn giữ à, bấm nút remote mình bấm rồi đó. Nước vô bạn, nước vô nha bạn, nó vừa bơm vừa ấy gì đó, dễ lắm. Nước đang bơm vô nè. Mình xịt mấy cái rác này cho nó bụi bặm không, nó phùng mấy cái bụi lên cho nó tôi, nó rút ra hết luôn. Nó chỗ này sình quá nên bơm cho nó tôi mấy cái sình này là nó cặn rồi nè. Rửa mấy cặn này bớt quá thà. Đó, bây giờ thì mình đang bơm vô các bạn, khi nào đầy thì mình ngưng lại nha. Ốc nè, lâu lâu mình thay nó 1 lần, khoảng tầm 2 tháng 1 tháng gì mình thay nó 1 lần, chứ các bạn đừng thay thường, thay thường quá nó không tốt cho ốc nha. Đây là những cái thủy sinh lục bình với lại bèo với lại mấy cái rau, mấy cái bụi bên đó là rau trai để cho nó đẻ, mà nó chưa đẻ bạn. Rồi bây giờ mình bơm một xíu nữa rồi mình quay lại cho các bạn xem nha. Ok, khi nào mà cái mình thấy cái ống ở đây nè các bạn nè, đó nó tàn lên gì đó nha, đó bắt đầu nó tàn lên á, tạ đầy nha các bạn, là đủ mực nước nha. Bây giờ mình sẽ bấm remote mình tắt nha, tắt nè, còn nước nè, tắt nha. Ok, thì là mực nước ngoài đây nó tàn ra nè, là đủ mực nước đó. Bây giờ thì xong rồi, mình sẽ cắt thôi. Xong rồi các bạn, thì như vậy là ok. Vậy là khoảng chiều á, nước nó thông thông lại cái mình xử lý nước nó xong được, cắt vôi nó cho nó hạ phèn nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tới đây các bạn. Chào bạn vào những video tiếp theo của mình nha. Quá thật ốc.